Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin kinh tế. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp nghe lãnh đạo thành phố Vũng Tàu báo cáo tình hình triển khai các đồ án quy hoạch, các dự án trọng điểm, các dự án tái định cư, qua đó kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn trong công tác triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cho biết, tính đến thời điểm này, thành phố đã tổ chức lập và điều chỉnh 40 đồ án quy hoạch. Trong đó, đối với quy hoạch chung, thành phố Vũng Tàu đã tổ chức công bố và đang trình phê duyệt quy định quản lý, tổ chức thực hiện các mốc giới. Đối với các đồ án quy hoạch phân khu, thành phố đã tiến hành điều chỉnh và thực hiện theo trình tự các bước theo quy định. Về 18 dự án trọng điểm, thành phố đang triển khai đúng trình tự quy định. Đối với các dự án tái định cư, thành phố đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 81 dự án. Trong đó, nhiều dự án đang gặp khó về giải phóng mặt bằng. Thành phố Vũng Tàu kiến nghị tỉnh giao cho thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu và lập đề án chỉnh trang toàn tuyến từ kênh Bến Đình đến phường 12. Cho chủ trương yêu cầu các doanh nghiệp chế biến hải sản phải chuyển đổi công năng hoạt động và chấm dứt chế biến trên địa bàn thành phố trước năm 2022. Cho chủ trương nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng khu công viên Hồ Rạch Bà trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 để giải quyết vấn đề ô nhiễm của kênh này. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng kiến nghị tỉnh chấp thuận cho thành phố được sử dụng các lô đất công do thành phố đang quản lý có diện tích dưới 1 hecta để nghiên cứu bố trí tái định cư hoặc đấu giá các lô đất này để tạo nguồn kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án tái định cư. Về các sở ngành liên quan, thành phố đề nghị Sở Xây dựng hỗ trợ và cùng thành phố khẩn trương trình duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở triển khai. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ bản thống nhất với các đề xuất của thành phố Vũng Tàu, đồng thời giao các sở ngành tiếp tục phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, dự án trọng điểm, khu tái định cư.